mọi người trên trang Phan Thiết Phố. Hôm nay Lê Hiếu sẽ dẫn mọi người đi ăn một món đặc sản ở Phan Thiết, đó là món bánh căn. Và mọi người đã từng nghe nói về bánh căn thì ở Bình Định cũng có nè, Nha Trang, Đà Nẵng ha, và cả Ninh Thuận nữa. Nhưng mà riêng về Bình Thuận thì hiện nay bánh căn lại là một trong những món ăn mà thu hút khách du lịch rất nhiều, và mọi người đã tìm đến món bánh căn này. Nhưng mà Lê Hiếu sẽ giới thiệu cho mọi người một địa chỉ ăn bánh căn mà nó không có đông người quá mà cũng không ồn ào. Ở đây là đặc sản và cũng như là nó đã tồn tại vài chục năm rồi. Chúng ta sẽ đến với địa chỉ là 48 Bùi Thị Xuân để ăn bánh căn bà Năm. Ở Phan Thiết thì có rất là nhiều tiệm bánh căn khác nhau, nhưng mà đây là một trong những quán bánh căn mà Lê Hiếu thường xuyên lưu tới nhiều nhất, bởi vì Lê Hiếu cảm thấy là Lê Hiếu thích cái hương vị ở đây. Và hôm nay thì Lê Hiếu được gặp bà Năm, chính gốc là bà Năm đây. Dạ, con chào bà Năm. Ngồi trong hàng à, chụp dạ. Hàng luôn. Dạ, hôm trước thì con thấy bà Năm ngồi trong này để đổ bánh căn nè. Bây giờ thì con thấy bà Năm ngồi đây thì cho con tâm sự với bà Năm một xíu nha. Dạ, bà Năm ơi, thì bà Năm đã mở cái tiệm bánh căn này bao nhiêu năm rồi ạ? 22 năm. 22 năm, cũng địa chỉ này luôn ạ? Tay bà Năm làm đồ ăn ra hết đó. Dạ, một tay bà Năm là làm hết tất cả mấy món. Rồi bây giờ bà Năm truyền lại cho con bà Năm hay là... Cũng làm chút việc đến. Dạ, cũng có làm nữa. Bà Năm rất là vui vẻ luôn, khuôn mặt tươi tắn, phúc hậu quá trời luôn. Dạ. Này 85 tuổi. Bà Năm 85 tuổi. Dạ. Ai mới mệt mới giao lại cho con đó. Dạ. Dạ, thì con thấy bà Năm rất là khỏe luôn nè, tươi trẻ nữa. Bình Năm cái bệnh lọc, bệnh sơ, bệnh lý, dạ. Nhưng mà bệnh sơ à. Dạ. Thì nếu mà ăn cái bánh căn này nè, nó sẽ đặc biệt của nó là phải đổ như thế nào? Em nghe nói là cái cách làm bánh nó cũng phải công phu lắm, tại vì đổ cái bột nó đủ độ giòn của nó đó. Dạ, thì mình có cái gọi là cái bí quyết nào không ạ? Cơm nguội. Dạ. Cơm nguội. Cơm nấu ra rồi để nguội. Rồi mình trộn với lại gạo đi xay. Gạo mình ngâm rồi trộn lại. Ngâm mấy tiếng hả? Ngâm khoảng 3 tiếng. 3 tiếng hả? Dạ. Rồi mình đi xay chung với cơm nha. À, cơm để nguội xong rồi mới bỏ vào. Bỏ vô gạo rồi xay luôn. Dạ, xay mới ra hỗn hợp bột như thế này. Còn cháy rồi nè. Dạ, để đổ một cái bánh mà cho nó ngon á thì không phải cháy nè. Với lại mình không có sử dụng dầu đúng không ạ? Tại thường con thấy là bánh khọt nó sẽ có sử dụng một ít dầu. Còn cái này không. Dạ. Nhưng mà lửa phải hừng. Dạ. Lửa phải cho nó đều á. Là cái bánh nó chốc à. Dạ. Nó có kỹ thuật gì cho nó không có bị hư không? Chứ ở nhà con đổ một là cháy, hai là khét, còn ba là nó ở trong nó nhão. Nó không có được cái đó là do thế này. Lấy bột á. Dạ. Do làm gạo. Phải là lựa gạo ngon. Dạ. Gạo nở. Rồi trộn với lại gạo dẻo nữa. Dạ. Thì cái đặc biệt nhất đó là bánh căn, tại cái bánh căn nó phải ngon. Cái bánh căn này ở giữa mình sẽ thấy là có một cái lớp hành nữa. Mà mình đổ mình sao mà nó ra tàn ong á. Dạ. Cái bánh lỗ nó mới ngon. À, nó ra cái lỗ ở trong đó mới ngon. Gạo á, cái gạo. Lấy cái nước nó vừa rồi. Cơm thầu nó cứng bánh. Dạ. Lửa là phải lúc nào cũng hừng như vậy luôn hả con? Lửa là hừng. Cái lửa nó nếu mà nó yếu á, nó làm cái bánh chay không ngon. Ở đây là chị là thay bà Năm làm bao nhiêu năm rồi? Thì làm chung với bà Mỹ 22 năm rồi. Dạ. Ý là làm chung với bà Mỹ là 22 năm, chị em không à. Chị em trong nhà làm chung với bà Mỹ trong gia đình á, không có người ngoài. Dạ. Là 22 năm rồi. Thì mình lát nữa thì Lê Hiếu sẽ gọi một phần để xem thử là nó sẽ có cái gì. Thì theo như Lê Hiếu ăn hàng ngày luôn á thì Lê Hiếu rất là thích cái hương vị ở đây. Và cái món đặc biệt nữa là lát nữa sẽ bật mí cho mọi người ha. Mình mở cửa lúc mấy giờ? Mở cửa 4 giờ 15. Dạ. Tới mấy giờ là mình hết bánh căn? Hả? Tới mấy giờ là mình xong? 8 rưỡi. 8 rưỡi là giờ chót. 8 rưỡi là hết. Giờ này thì cũng gần 7 giờ nên thành ra quán bánh căn của mình hiện tại là thấy hình như bán đông hay sao nè. Món đồ ăn bình thường là con thấy rất là nhiều, hôm nay thì thấy ít hơn. Tại vì mình làm là đủ bán á. Dạ. Cho nên đồ nó ngon. Thường một phần thì mình sẽ bao gồm có cái gì vậy chị? Xí mại. Dạ, xí mại. Da. Da heo. Da heo. Trứng. Trứng. Rồi cá là đầy đủ. Nó nghĩa là ai thích ăn cái gì thì gọi cái đó.
Còn nếu mà mình không thích ăn thì mình hỏi gọi hay sao ạ? Mình gọi ở đây mình gọi như thế nào để chỉ luôn cho mọi người biết á, tại vì hàng ngày mình em ăn cái em gì biết là rồi. Gọi cái đó à. À tới bây giờ vô ăn bánh căn không cũng được. Không được. Không không cần phải ăn mấy cái món khác không luôn. À, được hết. Không sao hết á. Ở đây là chỗ mình bán là khách muốn ăn cái gì là ăn à, chứ không có là phải kêu người ta ăn đầy đủ. Dạ. Kêu bánh căn không vẫn bán mà kêu xíu mại không vẫn bán xíu mại. Dạ. Kiểu gì bán đó à. Dạ. Chứ không có bắt buộc là người ta phải ăn cái này cái kia. Dạ bây giờ thì em sẽ gọi một phần ăn thì bây giờ mình gồm có cái gì chị ha? Xíu mại, da heo. Xíu mại này, da heo. Rồi một phần như vậy là 5 cặp hay là mình muốn ăn bao nhiêu cặp thì mình ăn? Không, mình muốn ăn như mình ăn à. Dạ. Thì mình bán theo riêng vậy đó. Dạ. Thì một nước mắm này cũng ngon nè. À, bây giờ một cặp như vậy thì giá như thế nào? Giá 3.000. Cứ 3.000 là một cặp, 3.000 cặp. Mình ăn bao nhiêu cặp thì tính tiền bao nhiêu đúng cặp. Rồi. Dạ. Còn da heo là tính riêng luôn hay là tính một phần? Tính riêng, xí mại tính riêng. À nếu mà ăn như vậy thì mọi người dễ ăn hơn á, tại vì không cần phải gọi một lần một tô mà ống ngóng thì mình sẽ ngán á, tại những chỗ khác thì sẽ gọi một tô thôi. Không, một cái này xí mại 7.000. Ở đây có xoài nữa nè. Có cả tấp mỡ, đúng không? Dạ, tấp mỡ. Ai muốn ăn nhiều ăn à. Tấm mỡ là béo béo nè, tại hồi nãy mình đổ cái bánh này là nó đã không có dầu rồi. Bây giờ rửa nên bây giờ nó sẽ béo béo hơn. Dạ. Đây là một tô mà chị đang xét cho Hiếu nè. Mọi người nhìn cho nó chi tiết, tức là mình sẽ gọi từng phần riêng. Như da heo như thế này là 2.000 một miếng ha. Xíu mại là 7.000 một miếng, một viên. Dạ, mình ăn bao nhiêu viên thì mình gọi. Còn trứng cút á là sẽ là bao nhiêu tiền ạ chị? 1.000. Trứng cút 1.000. À 1.000 một trứng thôi, rất là rẻ luôn á. Giá cả hợp lý. Bánh căn thì là 3.000. Người nào thích gọi thêm thì gọi ha cô ha. Chị ha. Dạ. Ở đây thì mọi người có nhìn thấy cái gì đó không? Đó là xoài á. Múc con cá. Tại vì thường ăn với xoài nó sẽ làm cho mình đỡ ngán. Mà cái xoài thì Hiếu thích ăn rất là nhiều. À có một cái tô này là tô riêng nữa nè. Đây là tô cá nè, đó. Cái đặc biệt mà Lê Hiếu nói á cho mọi người á đó là món này. Đây. Cá ha. Ăn bánh căn ở những chỗ khác có thể là nó sẽ không có món cá này đâu, tại vì món cá này là dành riêng để ăn bánh căn, nên thành ra cái khi mà mọi người ăn á thì mọi người sẽ thấy là cái cá nó sẽ tan luôn trong miệng á. Thơm. Dạ, và nó cái mùi nó thơm. Đúng rồi. Thì một con cá như thế này là bao nhiêu con ha? 10.000. 10.000 thôi, rất là rẻ luôn á. Đây là một phần đồ ăn của Hiếu nè. Với mà cái dĩa bánh căn như thế này á thì cái bánh căn mà gọi là ngon á thì nó phải đảm bảo được cái tiêu chí, đó là cái bánh ở phía ngoài á nó phải có cái độ giòn, rồi ở trong á nó phải đảm bảo rằng nó phải cái lớp bột của nó là mọi người nhìn thấy không đó, nó phải xốp nè, cộng với là nó mềm và nó phải có những cái lỗ, lỗ này lỗ tổ ong á, và có thêm một ít hành nữa. Thì Lê Hiếu ăn nhiều chỗ nhưng mà Lê Hiếu rất là thích cái vị bánh này ha. Nó không có quá dày nữa nên nó sẽ không có ngán. Thì thường là mình sẽ ăn chung với lại những cái nước chấm mà nãy Lê Hiếu giới thiệu á. Bây giờ thì Lê Hiếu muốn ăn riêng để xem là cái bánh nó có đúng độ mà mình thích hay không ha. Nghĩa là khi mà mọi người cắn vào á thì nó phải giòn rụp trước đã. Người sẽ cảm giác một cái độ giòn nhất định. Giòn nhưng mà lại rất là mềm nha, tại vì ở trong nó sẽ có một cái lớp mềm nữa nên làm cái bánh nó thơm, làm cho cái bánh nó gọi là không có bị ngán, cũng ăn nó dễ chịu hơn á. Ăn bánh không thôi là cũng đủ ngon rồi đó mọi người ạ. Dạ chị chỉ cho em cái cách mà đổ cái bánh trứng này đi chị. Bánh trứng ha, là dạ. Chị đánh trứng riêng. Đánh trứng riêng rồi như thế này. À, dạ trứng riêng. Thì đổ bột vô, đổ trứng riêng chứ đừng có trộn chung bột với trứng. Dạ. Là cái bánh nó không có được đẹp. À dạ. Tại thường em thấy là cái chỗ khác là nó trộn chung á. Trộn chung á, cái bánh nó không có được màu đẹp không? Dạ. Tức là màu nó đẹp với là nó phồng, cái độ phồng nó nhiều ở phía trên hơn đúng không? Dạ. Thì bánh trứng là mình đơn giản là mình đập cái trứng ra rồi xong mình đổ sau cái lớp bột thôi. Là sẽ thành cái món bánh trứng nữa. Dạ. Nhưng mà mình đổ riêng ra gì nó mới đẹp luôn. Nó phồng lên hơn so với bánh bình thường ha. Hả? Nó phồng lên hơn so với bánh thường. Nó phồng mà nó đẹp mà cái màu sắc nó đẹp. Dạ.
Ở đây thì mấy giờ là đông nhất hả chị? Thường thường là từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ. Dạ, khung khung đó là đông nhất. Đông nhất. Mình bán là ngày nào mình cũng bán, mình có nghỉ ngày nào không chị? Nghỉ ngày mùng 1 với lại ngày rằm. À, mùng 1 rằm là mình sẽ đóng cửa mình nghỉ ha. Dạ. Tại vì em đã ăn ở đây rồi thì em biết là cái món da heo rất là đặc biệt. Thì chị có thể chỉ cho em là cái bí quyết gì mà tạo nên cái món da heo nó ngon hơn mấy chỗ khác? Da heo hả? Dạ. Mình về mình phải mua da heo lưng. Dạ. Là khách đó, là người bán phải bỏ da heo lưng cho mình. Dạ. Về bắt đầu là mình chà muối. Chà muối rửa cho sạch sẽ xong rồi bắt đầu mình cạo lông, cạo đồ sạch sẽ. Đúng rồi. Rồi bắt đầu mình rửa tới rửa lui nhiều nước cho cái miếng da nó khô mà nó sạch nữa, nó khô. Dạ. Rồi bắt đầu cái là mình để cho ráo phi lên một xíu tỏi để nguội, cho một chút xíu cà no vô cho nó mặn mặn á, nửa thơm mùi thịt. Rồi bắt đầu cái là mình trộn cái tô da heo đó vô cho nó bóng miếng da. Là nó ngon thôi gì đâu. Dạ, vậy thì tính ra làm da heo công đoạn cũng khó ha. Em tưởng đâu là mua da heo về luộc lên thôi chứ. Hai cặp trắng nhiều lắm. Em tưởng mua da heo về luộc lên. Còn. Dạ, làm rất là nhiều công đoạn luôn á. Nhưng mà theo như em thấy thì trong quá trình làm là mình rất là chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm á. Kiểu như mình làm nhiều. Sạch á. Có lúc không muốn làm nữa. Dạ. Tại biết sao rửa nó nhiều quá. Rửa da heo hả? Nhưng rửa mà cái da được làm nó nhập công ghê. Dạ. Nhưng mà nó ít lời á. Dạ, nhưng mà cái món đó em thấy lại là món gọi là ăn chung rất là ngon á. Người ta thích ăn. Biết sao làm cái đó nó nhập công á. Da người á. Mình dính mấy cái khuôn này là bây giờ mình để mình đổ luôn hay sao vậy chị? Không à, cái này là xíu nữa nó tự tróc ra. À, mình phải khui ra hết toàn bộ rồi mình mới đổ lại. Nếu để vậy thì nó chồng lên nó dở ha. Nó không có đẹp mắt nữa mà. Dạ. Bánh trứng nó hay bị dính đó. Dạ, tính ra là cái món bánh này là mình phải đổ khô luôn á. Dạng như nướng vậy. Nó còn giống như là bánh gạo nướng á. Đó, cái bánh trứng này ngon chưa? Xốp tàn ong không nè? Dạ. Xốp tàn ong không đấy. Ngon, nhìn hấp dẫn quá. Ăn để nó nguội á, ăn cái này nó giòn mà trong nó mềm eo à. Anh, bây giờ thì Lê Hiếu đã gọi rất là nhiều cái phần bánh ở trên này và cả cái phần bánh căn nữa nè. Thì mời mọi người cùng ăn với Lê Hiếu nha. Phần hôm nay thì Lê Hiếu gọi bánh này bánh thường là nãy đã nói cho mọi người biết là nó cái độ nó ngon như thế nào rồi. Còn đây là bánh trứng. Bánh trứng thì Hiếu gọi 2 dĩa. Và ăn với kèm với lại cái mà mọi người hồi nãy là chị đã chuẩn bị cho Hiếu nè. Cái phần đồ ăn kèm á là gồm có trứng cút nè, da heo nè, cộng với là xíu mại nè, sẽ ăn kèm. Rồi ở đây thì có một ít xoài nữa, để Hiếu sẽ ăn trước cái bánh trứng cho. Đây, đây là bánh trứng ha. Bánh trứng nhìn nó giòn và nó to hơn ha, to hơn cái bánh lúc nãy là bánh thường. Rồi cái điều quan trọng ở đây á, khi mà ăn cái món bánh căn mà muốn ngon á, thì mọi người phải ăn kèm với lại nước chấm. Mà nước chấm á, thì phải đặc sắc nha. Nước chấm ở đây thì được làm từ tỏi ớt ha, xay lên và tạo thành một cái món nước chấm mà giống như nước mắm vậy mọi người. Mà Hiếu ăn ở chỗ khác thì nước chấm nó sẽ bị ngọt á. Còn đối với món nước chấm ở đây thì Hiếu thấy rất là hợp khẩu vị với mình. Thì bây giờ ăn lại cho mọi người ha, để cảm nhận cho mọi người biết thử là nó như thế nào. Vẫn là ngon, tại vì điều quan trọng nhất vẫn là cái món nước chấm nó phải ngon. Và nước chấm ở đây nha, một cái vị nước mắm của nó rất là truyền thống. Vẫn giữ nguyên cái vị truyền thống của nước mắm luôn. Nó không phải là nước mắm pha loãng quá, mà nước mắm này nó vị đậm đà. Mà nó thơm thơm cái mùi nước mắm Phan Thiết, nước mắm cá cơm. Ngon quá. Hàng tuần thì Lê Hiếu vẫn ghé tới đây ăn, mà giờ ghé lại vẫn thấy rất là ngon đó mọi người. Mọi người ăn kèm với xoài nè. Đây cũng là một trong những đặc sắc của món bánh căn. Tại vì có xoài vào làm cho mình đỡ ngán, mà nó có cái vị chua chua á, ăn nó kích vị. Bây giờ thì Lê Hiếu sẽ ăn đây, tai heo. Thì nãy là nghe cô kể về cái công đoạn làm tai heo thì Lê Hiếu cảm thấy là người ta làm rất là kỳ công và người ta làm rất là sạch sẽ. Thì giờ mình cảm giác mình đã nghe như vậy rồi thì ăn nó sẽ chắc là nó sẽ rất là ngon đây. Mềm, cũng có độ giòn luôn, thơm, không có nghe mùi heo đâu nha, thơm dễ chịu lắm.
Ở đây thì cô nói là cô đã sử dụng tỏi để phi lên cho tai heo nó thơm hơn và nó ngon hơn. Thì đúng như vậy luôn. Ở trong đây thì nó dưới vẫn thấy nè, da heo nè, da heo nha mọi người. À, da heo vẫn có một cái lớp tỏi nè, tỏi phi nè, mọi người thấy không? Ở trong da heo nè, mùi tỏi phi rất là ngon, thơm, làm cho cái da heo nó ngậy mùi đó, thơm lắm. Không có còn nghe cái mùi heo hôi nữa. Tại bình thường cái heo, cái da heo về mà không biết xử lý nó sẽ rất là dở. À, đây là viên xíu mại đây. Anh bạn này cũng là một trong những anh bạn đặc sản ở Phan Thiết ha. Xíu mại, xíu mại thì thường là sẽ ăn với bánh mì, hoặc là xíu mại ăn với bánh canh cũng sẽ có món xíu mại. Thì ở đây bánh canh vẫn có món xíu mại này. Xíu mại này đây, mọi người nhìn kỹ nha. Hiếu đã bẻ cái viên xíu mại ra rồi nè. Thơm quá, thơm quá, thơm luôn. Những cái món này á, như là xíu mại này, nó sẽ rất là hợp với những bé, em bé mà nó thích cái vị mà mềm á, mềm mà kiểu như thịt thịt mâm mà mềm á, thì đây cái viên xíu mại này rất là xứng đáng. Thơm quá, ngon quá. Rồi, à, đúng rồi, bây giờ thì Hiếu sẽ ăn cái món cá này nè, để cho mọi người xem nó sẽ như thế nào nha. Tại vì cái quan trọng nữa đó là cái đặc sản mà nó lạ hơn so với những chỗ khác, đó là món cá. Đây là cá sẽ ăn kèm với bánh căn. Mình ăn riêng trước đi để xem nó như thế nào ha. Đây, cá nục. Đây là cá nục. Thường là người ta sẽ có cá nục nè, hoặc là cá ngùi kho. Thì ở đây là kho cá nục là chủ yếu. À, và cái vị nó kho nha, nó không có bị ngọt. Cái điều thứ quan trọng nhất là nó không có bị ngọt nha mọi người. Thơm lắm. Mùi cá thơm phức luôn. Cá rất là tươi. Ăn là cảm giác cái độ tươi nó nhiều quá. Thường là những cá như thế này nè, nó sẽ tan trong miệng luôn, mọi người chỉ cần bỏ vào xương gì cũng không thấy gì hết, nó rất là tan trong miệng luôn. Người ta hầm rất là lâu quá để có được một món cá như thế này. Và khi mà mọi người ăn kết hợp, nó cũng ra một cái vị khác nha. À, có nghĩa là mình sẽ đổ cá này nè, múc cá này nè vào trong cái hỗn hợp nước lèo mà hồi nãy cái chị đó đã chuẩn bị cho mình ha. Đây, mình ăn cá chung luôn. Hiếu thì Hiếu thích múc luôn cả nước cá bỏ vào vô trong cái tô này luôn, bỏ nước cá vào luôn đó, để nó tạo thành một cái vị nước mắm nó cũng ngon đó. Đây, mình ăn chung với lại bánh căn, ăn chung với bánh căn. Nó ra một cái kiểu khác nữa, mọi người cứ thử đi để xem là mình thích cái kiểu nào. Mời mọi người nhé. À, ở đây có thêm trứng nữa nè. Lúc nãy là chưa có nói với mọi người là kèm trứng đúng không? Thì trứng là phổ thông rồi, mọi người cũng thường ăn trứng rồi. Thì nó ăn kèm với bánh căn nó cũng sẽ tạo nên cái vị nó cũng vậy thôi, nhưng mà tính ra là nó hợp với lại ăn bánh canh. Xoài đúng sở thích. Mọi người sẽ thấy là mỗi nơi á nó sẽ có một cái vị nó khác nhau. Và ở những cái vùng miền khác á, thì vị bánh căn á nó sẽ làm theo một cái kiểu khác. Có chỗ nó sẽ đổ thêm những con tôm mực. Mà Lê Hiếu ăn ở đây quen á, nên thích cái vị truyền thống như thế này nè. Nên cảm giác là bánh căn là phải như thế này, và phải có cá như thế này, phải có tai heo như thế này nó mới ngon. Thôi mọi người phải thử đi, thử để xem nó thú vị ra sao nhé. Nguyên một cái bàn đồ ăn mà lúc nãy Lê Hiếu gọi á, tổng bill là 118.000, được chị chủ dễ thương bớt cho còn có 110.000 thôi. Và Lê Hiếu ăn kèm với một phủ da u nữa, và da u ở đây cũng đặc biệt được yêu thích nha. Và mọi người chỉ cần đến địa chỉ là 48 Bùi Thị Xuân để thưởng thức món bánh căn này nha. Trên cái con đường này thì mọi người sẽ thấy là rất là tiện để cho mình để xe, bởi vì đây là một cái khu dân ở rất là yên tĩnh. Và mọi người yêu thích thì hãy ghé đến địa chỉ bánh căn Bà Năm để cùng thưởng thức với Lê Hiếu nhé.
Nếu như mà mọi người yêu thích kênh Phan Thiết Phố và những ẩm thực đường phố mà Phan Thiết Phố mang lại thì hãy cho Phan Thiết Phố một nút like hoặc là subscribe vào kênh nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào review sau nhé.